Bật mí 5 bí mật thúc đẩy quá trình tái tạo do đi Phương Anh. Bật mí cho các bạn 5 cách thúc đẩy quá trình tái tạo trong thời gian khi sử dụng sản phẩm tái tạo do đi Phương Anh để điều trị cho tất cả các bệnh lý về da. Bí mật thứ nhất, đó là các bạn sẽ luôn giữ cho cái làn da của các bạn luôn trong trạng thái làm sạch, thông thoáng, loại bỏ vi khuẩn và những cái dầu thừa để giúp quá trình lỗ chân lông của các bạn được thông thoáng hơn. Đó là các bạn hãy làm sạch da trong quá trình sử dụng sản phẩm tái tạo. Các bạn có thể sử dụng sản phẩm chuyên dụng, đó là bột rửa mặt làm sạch, hoặc là các bạn sẽ rửa mặt bằng nước thường xuyên để giúp quá trình trao đổi chất của làn da được diễn ra tốt hơn. Bí mật thứ hai là các bạn hãy luôn để cho làn da của mình luôn ở trạng thái cân bằng độ pH và luôn có độ ẩm cho làn da. Nếu như các bạn sử dụng sản phẩm tái tạo đang ở trong trạng thái khô thì các bạn hãy luôn cấp ẩm cho da. Lúc này các bạn có thể bổ sung thêm, đó là những cái sản phẩm như: thứ nhất, cao lạnh tái sinh; 2, serum phục hồi; 3, đó là sản phẩm tinh chất phục hồi cấu trúc da. Để giúp cho làn da luôn luôn lúc nào ở trong trạng thái có độ ẩm thì da các bạn sẽ tăng sinh tế bào collagen mới rất là tốt và cấu trúc da luôn luôn lúc nào cũng ở trạng thái khỏe. Bật mí thứ ba, đó là trong thời gian khi sử dụng sản phẩm tái tạo, các bạn hãy sử dụng những cái sản phẩm nào kết hợp phải phù hợp với từng cái tế bào da, từng cái bệnh lý da và vấn đề trên nền da, nó rất là quan trọng để hạn chế tình trạng gây ra phản ứng của da, làm chậm quá trình tái tạo. Mà các bạn hãy bổ sung những cái sản phẩm nào nó phù hợp theo từng giai đoạn, đó là một cách thức để giúp quá trình tăng sinh biểu bì nó được diễn ra tốt hơn. Bật mí số 4, đó là cái trong thời gian các bạn sử dụng tái tạo, các bạn hãy che chắn bảo vệ da trước những cái ánh nắng tiêu UV. Và đặc biệt là khi che chắn, các bạn hãy để cho làn da của mình ở trong trạng thái mát và luôn luôn lúc nào cũng được thông thoáng, không gây ra tình trạng bị bí, bị hầm, thì da của các bạn sẽ được tái tạo rất là tốt nha. Bật mí số 5 là bật mí quyết định cái quá trình tái tạo của các bạn sẽ được nhanh hơn, đó là các bạn hãy cho cơ thể của mình tiếp nhận được những cái dinh dưỡng từ những cái thực phẩm mà các bạn ăn. Các bạn có thể bổ sung thêm nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và những cái như là rau xanh, củ quả đó, và những cái thực phẩm giàu collagen rất là quan trọng nha. Rồi hãy uống thật là nhiều nước, nước nó để bù lại cái lúc quá trình tái tạo của làn da của các bạn khi bị mất nước, nên các bạn hãy uống thật là nhiều nước để bù lại cái lượng nước đó, để giúp da của các bạn trao đổi chất và quá trình tái tạo tăng sinh biểu bì mới được diễn ra tốt hơn đó. Thì đây là những cái bật mí mà không phải ai cũng chia sẻ cho các bạn đâu, nên mong rằng sau những cái bật mí này để giúp cho tất cả các bạn sử dụng sản phẩm của Jody Phương Anh để giúp da của các bạn được cải thiện và tái tạo tốt hơn nhé.